Xin chào các bạn, Ukraine dường như đang đào chiến hào trong vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát ở vùng Kherson của Nga, diễn biến làm tăng áp lực lên Moscow. Forbes đưa tin, vào thứ Sáu sau khi Ukraine đột kích vào Kherson ở miền Nam Nga, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy phía Kiev có kế hoạch để kiểm soát lâu dài kế hoạch này. Theo thông tin trên chiến trường, tại một số hướng tiến công, Ukraine đã chọc sâu tới 30 km vào lãnh thổ Nga. Và giờ họ đang đào chiến hào. Theo các chuyên gia phương Tây, một cuộc chiến tính có thể xảy ra trong thời gian tới, khi ở Kherson, Nga cũng đã đang đào chiến hào để ngăn Kiev tiến thêm. Việc cả hai bên đều đào hào để củng cố vị trí của mình không có nghĩa là người Ukraine đã ngừng tiến quân. Điều đó cũng không có nghĩa là Nga không thể phản công và đẩy Ukraine trở lại biên giới. Nhưng điều đó có nghĩa là Ukraine dường như đang cân nhắc tới việc bảo tồn thành tựu tấn công của họ bằng việc kiểm soát lâu dài một phần của Kherson. Theo Forbes, vùng lãnh thổ này có thể sẽ trở thành lá bài đàm phán của Ukraine với Nga trong tương lai. Phóng viên quân sự Nga Alexander Khachenko đã quan sát thấy lực lượng Ukraine đào chuyến nào ở Kherson vào ngày 11 tháng 8 và cho rằng đây là điều không có lợi cho Moscow. Các nguồn tin của Ukraine đã phát hiện ra các nhà máy đào công nghiệp đang hoạt động ở cả hai bên tiền tuyến. Ông Khachenko cảnh báo, một khi Ukraine đã đào xong phòng tuyến, việc giành lại quyền kiểm soát các khu vực rừng rậm ở Kherson sẽ khó khăn như Avdiivka, nơi Nga đã mất rất nhiều công sức để giành quyền kiểm soát từ tay Ukraine hồi đầu năm. Mặt khác, Nga đã giành chiến thắng trong trận chiến giành Avdiivka vào giữa tháng 2, một phần vì Ukraine đã hết đạn dược sau nhiều tháng trời Mỹ trì hoãn viện trợ. Giờ đây, dòng vũ khí của Mỹ đã chảy trở lại và lực lượng Nga quanh Kherson khó có thể trông chờ vào kịch bản Ukraine hết đạn dược như ở Avdiivka để đẩy hàng nghìn quân Ukraine ra khỏi Kherson. Nga sẽ phải giành lại từng chiến hào một, đây được xem là thách thức lớn. Mặt khác, Nga có thể tổ chức một cuộc phản công mạnh mẽ trước khi các chiến hào của Ukraine hoàn thành. Nhưng theo nhà báo Khachenko, Ukraine đang dùng hỏa lực chặn lực lượng và vũ khí tiếp viện của Nga tới Kherson, khiến cho các nỗ lực trở nên phức tạp và cơ hội có thể phản công có thể sớm khép lại. Giờ đây, áp lực thời gian đã đè nặng lên Nga. Nếu họ bỏ lỡ cơ hội phản công, Kherson có thể trở thành một mặt trận quan trọng khác trong cuộc chiến kéo dài 29 tháng của Nga với Ukraine. Ukraine đã bố trí hơn 10.000 quân ở Kherson và tỉnh Sumy lân cận ở Ukraine. Và theo Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine, nhóm lực lượng phía Bắc của Nga đã cố gắng di chuyển 10 đến 11 tiểu đoàn ra tiền tuyến, ước tính tổng cộng là 4.000 quân. Ukraine có thể đang buộc Nga phải giảm sự chú ý cũng như là dứt bớt lực lượng từ Donbass về Kherson khi Moscow trong thời gian qua đã áp sát các tuyến hậu cần quan trọng của đối phương, France 24 nhận định. Nga sẽ phải ra quyết định nhanh để phản công, vì nếu Ukraine xây dựng xong chiến hào, nỗ lực giành lại lãnh thổ của Moscow có thể sẽ thách thức hơn. Tờ báo Financial Times dẫn lời các binh sĩ giấu tên của Ukraine cho hay, một cuộc đột kích của Ukraine bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 vào vùng Kherson đã khiến Nga bất ngờ. Song lực lượng Ukraine sau đó nhanh chóng bị máy bay không người lái và bom lượn FPV của Nga tấn công. Bom lượn FPV và máy bay không người lái của Nga gây thương vong cho lực lượng đột kích, phá hủy các trang thiết bị quân sự, xe bọc thép của Ukraine do phương Tây viện trợ. Theo đó, Ukraine hứng tổn thất lớn, nhiều xe cứu thương, xe bọc thép sơ tán y tế của Ukraine được nhìn thấy ra vào khu vực này. Tuy nhiên, tờ Financial Times cũng thừa nhận chưa thể xác thực tuyên bố của Nga rằng Kiev mất hơn 1.600 quân. Các binh sĩ Ukraine trả lời phỏng vấn cho biết mục tiêu của cuộc đột kích là kiểm soát lãnh thổ Nga. Coi đó là lá bài thương lượng và buộc Moscow phải chuyển quân khỏi mặt trận Donbass. Chúng tôi chiến đấu ở đây và kiểm soát lãnh thổ của họ. Sau đó, các cuộc đàm phán có thể bắt đầu và chúng tôi sẽ nắm trong tay một phần lãnh thổ của họ để đổi lấy đất của chúng tôi. Một người lính Ukraine có tên gọi Denis chia sẻ. Rạng sáng ngày 6 tháng 8, hàng trăm binh sĩ Ukraine với sự hỗ trợ của xe bọc thép, máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử đã tiến vào vùng biên giới Kherson của Nga. Theo lời các binh sĩ, Ukraine đã phải rút quân từ các đơn vị tiền tuyến như Kharkov, Donetsk để phục vụ cho chiến dịch đột kích này. Moscow cuối tuần qua nói Kiev đã mất khoảng 1.000 quân và hơn 100 xe bọc thép được phương Tây viện trợ, trong đó chỉ riêng ngày 11 tháng 8 mất 70 xe. Nga cũng phải điều động thêm binh sĩ, hỏa lực để giữ phòng tuyến Kherson, ngăn chặn quân đội Ukraine tiến sâu hơn. Ông Dmytro Likhovy, một phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết, Nga đã chuyển một phần các đơn vị từ mặt trận miền Nam Ukraine về Kherson để chám lỗ hổng phòng thủ. Cũng theo quan chức này, số lượng các vụ tấn công của Nga ở miền Nam Ukraine hiện ít hơn 10 lần so với ở miền Đông. Quyền thống đốc vùng Kherson Alexei Simonov cho hay, lực lượng Ukraine hiện diện ở khu vực rộng hơn 40 km và sâu 12 km vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Kiev tuyên bố kiểm soát khoảng 1.000 km vuông lãnh thổ Nga sau khi cuộc đột kích kéo dài một tuần qua. Bình luận về cuộc đột kích của Ukraine và những chỉ trích từ phía Nga, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vorden Bolton nhấn mạnh chính sách của Washington về việc cho phép Kiev dùng vũ khí viện trợ để tập kích Nga vẫn không thay đổi. Cuối cùng, các quyết định về cách thức Ukraine tiến hành hoạt động quân sự của mình là quyết định do Ukraine đưa ra.
không có gì thay đổi về chính sách của Mỹ đối với các cuộc tập kích biên giới, quan chức trẻ nêu rõ. Trong lúc đó, Trung Quốc hối thúc Ukraine và Nga hạ nhiệt căng thẳng trong bối cảnh lực lượng Kiev đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga vào những ngày qua. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các bên cần tuân thủ 3 nguyên tắc để giảm leo thang tình hình, đó là không mở rộng chiến trường, không leo thang giao tranh và không đổ thêm dầu vào lửa. Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với cộng đồng quốc tế để đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này bằng biện pháp chính trị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh. Trong một diễn biến khác, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đã kêu gọi các phi công phương Tây đến để chiến đấu vì tự do ở Ukraine cho đến khi Kiev có thể đào tạo phi công của riêng mình. Trong khi máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất đã bắt đầu đến Ukraine, hiện tại Kiev vẫn chưa có đủ phi công để lái chúng. Nếu bạn là một phi công F-16 đã nghỉ hưu và bạn muốn chiến đấu vì tự do, Ukraine sẽ thuê bạn ở đây. Ông Graham kêu gọi trong một cuộc họp báo ở Kiev vào ngày 12 tháng 8. Họ sẽ tìm kiếm khắp các quốc gia NATO những phi công chiến đấu đã nghỉ hưu, sẵn sàng đến giúp họ cho đến khi họ có thể đào tạo được phi công của mình. Những chiếc máy bay này sẽ xuất kích chiến đấu sớm nhất có thể, ông cho biết. Một loạt các quốc gia phương Tây bao gồm Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đã cam kết cung cấp cho Ukraine hơn 80 máy bay chiến đấu F-16, được đưa vào sử dụng từ năm 1978. F-16 hiện được hơn 20 quốc gia vận hành, mặc dù nhiều quốc gia đang cho nghỉ hưu những tiêm kích này để chuyển sang sử dụng F-35 hiện đại hơn. Ukraine đã xác nhận vào đầu tháng 8 rằng lô máy bay F-16 đầu tiên đã đến nước này và đã được các phi công Ukraine lái. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nói có bao nhiêu máy bay phản lực đã được chuyển đến. Hiện vẫn chưa có thông tin cho thấy F-16 đã xuất kích. Ông Zelensky thừa nhận rằng Ukraine không có đủ phi công để lái tất cả các máy bay phản lực mà phương Tây đã cam kết viện trợ, nhưng nói rằng nhiều người đang được đào tạo. Vào tháng 6, một quan chức Lầu Năm Góc đã nói với Politico rằng tổng cộng có 20 phi công F-16 của Ukraine dự kiến sẽ tốt nghiệp vào cuối năm này. Tuy nhiên, con số này mới chỉ bằng một nửa so với con số cần thiết để lập ra một phi đội F-16. Ngoài ra, F-16 có đặc điểm là cần đường băng sạch sẽ và trơn tru để hoạt động. Với việc các sân bay của Ukraine thường xuyên bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, một số quan chức Ukraine đã đề xuất triển khai các máy bay chiến đấu này tại các căn cứ không quân ở các nước NATO lân cận. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ nào có máy bay F-16 của Ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga, trong khi Điện Kremlin tuyên bố rằng không có vũ khí nào của phương Tây có thể giúp Kiev giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Trong khi đó, giới chức Mỹ nhiều tháng qua đã cảnh báo rằng F-16 sẽ không mang lại sự khác biệt quá lớn cho Ukraine trên chiến trường như kỳ vọng của phía Kiev. Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall cho rằng mặc dù các máy bay phản lực sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng mà hiện tại họ chưa có, nhưng nó sẽ không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi một cách rõ rệt. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.